tương lai của huấn luyện viên Southgate ở đội tuyển Anh sắp được làm sáng tỏ. Kết thúc chiến dịch World Cup 2022, huấn luyện viên Southgate đã nói với FA rằng ông sẽ tận dụng quãng thời gian nghỉ lễ Giáng sinh và đầu năm mới để suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục gắn bó với đội tuyển Anh nữa hay không. Phía FA muốn huấn luyện viên Southgate sớm đưa ra câu trả lời. Theo Sky Sports, đôi bên sẽ ngồi lại với nhau ngay trong tháng 1 tới. Trong trường hợp thuyền trưởng đội tuyển Anh quyết định dừng công tác, FA sẽ phải nhanh chóng tìm người thay thế ông. Trận đấu kế tiếp của đội tuyển Anh là trận gặp Italia ở vòng loại Euro 2024 vào ngày 24 tháng 3 năm 2023. Đây là trận đấu được dự đoán là rất khó khăn, nên việc FA muốn sớm ổn định tình hình nhân sự cũng là điều hết sức dễ hiểu. Theo cựu hậu vệ Man United là Gary Neville, thì FA nên cố gắng giữ chân huấn luyện viên Southgate bằng mọi giá. Phát biểu trong buổi bình luận mới đây, Neville cho hay: "Tôi hy vọng huấn luyện viên Southgate sẽ không chia tay đội tuyển Anh để quay lại dẫn dắt một câu lạc bộ nào đó." Huấn luyện viên Southgate đã làm việc cho đội tuyển Anh suốt từ năm 2016 tới giờ. Hợp đồng giữa ông và FA vẫn còn hợp đồng đến khi Euro 2024 kết thúc. Dưới thời huấn luyện viên Southgate, đội tuyển Anh đã vào đến bán kết World Cup 2018, về nhì ở Euro 2020 và mới phải dừng bước ở World Cup 2022.